tại nhà Quốc hội đã diễn ra hội nghị tổng kết công tác phối hợp giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đồng chủ trì hội nghị. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, năm 2021 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với nhiều thời cơ và vận hội mới, là năm đầu triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025, cũng là năm chuyển giao nhiệm kỳ của Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội. Trong bối cảnh tình hình thế giới còn nhiều diễn biến phức tạp, khó dự báo, tình hình trong nước có những khó khăn, thời cơ thách thức đan xen, đòi hỏi hai cơ quan cần có sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên và hiệu quả hơn nữa để hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Vì vậy, hai cơ quan cần tập trung vào một số công việc trọng tâm. Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho rằng, cử tri và nhân dân đánh giá cao Quốc hội khóa 14 đã có nhiều đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững và hội nhập quốc tế của đất nước, thực hiện hiệu quả công tác giám sát tối cao và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Hoạt động chất vấn và tranh luận tại các phiên họp được cử tri và nhân dân tin tưởng, đánh giá cao. Nhân dịp này, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cảm ơn tới các thành viên trong Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cùng đồng hành, chia sẻ trong thời gian vừa qua. Chúc cho mối quan hệ phối hợp công tác giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày càng bền vững và hiệu quả.